Các bạn biết là mỗi một chai nước hoa nó sẽ được sinh ra để sử dụng cho một cái dịp nhất định. Sẽ có những chai nước hoa nó phù hợp nhất để đi hẹn hò, dating. Cũng có những chai nước hoa lại phù hợp nhất cho môi trường văn phòng công sở. Sẽ có những chai nước hoa phù hợp cho mùa hè, có những chai nước hoa phù hợp cho mùa đông. Và đương nhiên rồi, cũng sẽ có cả những cái chai nước hoa có thể sử dụng được trong mọi dịp và mọi tình huống. Nếu các bạn là những người đang mới tập chơi nước hoa hoặc là chỉ cần 1-2 chai để có thể sử dụng được quanh năm ấy, thì video này chính là dành cho các bạn. Nhưng nếu các bạn là một người đam mê hoặc là đang sưu tầm nước hoa giống như là mình ấy, thì video này cũng là để dành cho các bạn. Khi mà chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn ấy, thì chúng ta rất dễ bị kiểu overthinking, kiểu khi đi ra ngoài đường sẽ không biết lựa chọn cái mùi gì cả. Hoặc như kiểu là khi mà chúng ta đi gặp những người mà mình chưa hiểu quá là rõ, mình chưa biết quá là rõ, thì cũng rất là khó chọn nước hoa. Tại vì là nếu mà lựa chọn những cái mùi mà nó nặng đô quá, nó phức tạp quá, thì mình lại sợ là họ lại không chịu được. Nhưng mà nếu mà lựa chọn những cái mùi mà nó đơn giản, nó phổ thông quá, thì lại sợ họ chê bai, họ giày bỉu. Mỗi lần mà mình đang phân vân như vậy thì mình luôn luôn tìm đến những cái sự lựa chọn an toàn. Tại vì mình biết rằng là những cái mùi hương này nó rất là nịnh mũi, nó đã giúp mình nhận được những cái lời khen tích cực, và nó cũng đỡ phải mất thời gian để mà lựa chọn nữa. Cho nên đây sẽ là 5 chai nước hoa sử dụng được trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống và quanh năm luôn, mà mình nghĩ rằng là bất kỳ anh em nào cũng nên sở hữu trong bộ sưu tập của mình. Ok, bắt đầu thôi. Ok, ở vị trí đầu tiên chúng ta sẽ có một chai nước hoa của nhà Chanel, có tên gọi là Bleu de Chanel. Thực ra đây là một huyền thoại, gần như đây là một biểu tượng của những chai nước hoa đa dụng. Gần như khi mà chúng ta tìm một chai nước hoa sử dụng được trong mọi dịp ý, kiểu gì cũng sẽ phải có chai này trong danh sách. Thực ra là cái mùi hương này nó cũng khá là đơn giản thôi, không quá cầu kỳ đâu. Với cái tổ hợp mùi chính đó là mùi của citrus, tức là cam chanh kết hợp với cả gỗ. Nó sẽ mang lại một cái vibe rất là nam tính, rất là sạch sẽ, và gần như là ai cũng có thể thích được cái mùi hương này. Mình chưa thấy ai có thể chê được mùi hương của Chanel cả. Một mùi hương rất là đa dụng, các bạn có thể sử dụng gần như là quanh năm trong mọi dịp được. Nếu các bạn thích một cái phiên bản nó đa dụng ý, thì các bạn có thể thử qua cái phiên bản LET mà nó cầm ở trên tay. Còn nếu các bạn thích những cái mùi hương mà nó kiểu ngọt hơn, có thể sử dụng được nhiều hơn trong mùa đông ý, thì các bạn có thể thử qua phiên bản EDP hoặc Parfum. Thì đây là một mùi hương thực sự rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà chỉ có một cái điểm trừ duy nhất, đó là những người mà kiểu chơi nước hoa nhiều như là mình thì có thể sẽ phàn nàn rằng là mặc dù mùi này nó rất là nịnh mũi nhưng mà nó lại hơi bị hóa học một chút, có cảm giác giống như kiểu là shower gel ấy. Thực tế là rất là nhiều hãng sữa tắm đã cố gắng copy lại cái mùi hương của chai nước hoa này, nhưng mà điều đấy cũng thể hiện rằng đây là một mùi hương thực sự là cực kỳ nịnh mũi. Ok, ở vị trí thứ hai chúng ta sẽ có một chai nước hoa mà bản thân mình ưa thích nhất, và đây cũng chính là cái chai nước hoa có doanh số bán hàng, cái chai nước hoa nam có doanh số cao nhất trong những năm gần đây, đó chính là Dior Sauvage. Thì Sauvage là một chai nước hoa biểu tượng của bad boy luôn, một chai nước hoa cực kỳ sexy với những cái nốt hương chính, đó là mùi citrus, cam chanh kết hợp với cả hạt tiêu và một chút ambroxan, tức là long diên hương nhân tạo nữa. Nó sẽ vừa đủ fresh, vừa đủ tươi mới nhưng mà vẫn có một chút gì đấy nó hơi cay nồng nhẹ nhẹ, tạo nên một cảm giác rất là sexy. Cái mùi hương này nó sẽ có cái vibe kiểu trẻ trung, bụi bặm, và đương nhiên là nó sẽ quyến rũ hơn cái chai nước hoa Bleu de Chanel khá là nhiều. Ở vị trí số 3 chúng ta sẽ có một chai nước hoa của nhà Jean Paul Gaultier có tên gọi là Le Male. Thì về lý thuyết đây đã từng là một chai nước hoa chuyên dùng để đi bar club, đi hẹn hò. Tuy nhiên là sau khi bị reform lại mùi ý, thì chai nước hoa này mùi nó đã nhẹ hơn rất là nhiều và hoàn toàn có thể sử dụng như là một chai nước hoa hàng ngày được. Thì đây là một cái chai nước hoa với cái nốt hương chính đó là mùi lavender, tức là mùi hoa oải hương đấy. Cái mùi này thì nó vẫn theo cái thị trường kiểu sexy, nhưng mà nó sẽ kiểu sexy theo kiểu lả lơi, rất là nhẹ nhàng thôi, kiểu hơi hơi một chút gì đó, hơi unisex ấy, chứ nó không phải sexy theo kiểu nam tính và bụi bặm như là Sauvage. Nếu các bạn ngửi cái mùi này lần đầu ấy, thì mình nghĩ là có rất nhiều bạn sẽ cảm thấy cái mùi này nó khá là quen thuộc. Tại vì mình nhớ không nhầm là đã có những cái hãng nước xả vải, họ có thể là Comfort hay là cái gì đấy, họ đã cố copy lại cái mùi hương này. Cho nên đây là một cái mùi hương cực kỳ dễ chịu. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chai nước hoa và cái gọi là nước hoa clone duy nhất ở trong danh sách này, đó chính là Club de Nuit Intense. Thì đây là một chai nước hoa được coi là bản clone của ông hoàng nước hoa Creed Aventus. Và mặc dù ngày nay thì Aventus nó đã có rất là nhiều những cái bản clone ngon, ví dụ như là Alexandria Brazila này, hoặc là chính là Club de Nuit nhưng mà phiên bản limited. Nhưng mà theo mình ấy, các bạn cứ mua thẳng cái bản OG này cho nó rẻ. Mặc dù là cái top note nó có hơi đắt thật, nhưng mà sau khoảng tầm 20-30 phút ấy, khi mà cái mùi hương nó dry down xuống rồi ấy, thì gần như là không ai có thể nhận ra đâu, cái mùi nó cũng xem nhau mà. Thì cũng giống như là Aventus, Club de Nuit cũng là một chai nước hoa có combo mùi chính, đó là mùi dứa kết hợp với cả khói và gỗ. Nó sẽ mang lại một cảm giác cực kỳ nam tính, quyền lực,
cái mùi này nó thật là nó sang một cách dã man luôn, và với cái mức giá quá rẻ như vậy thì mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa mà anh em bắt buộc phải có trong bộ sưu tập. Và chai nước hoa cuối cùng ở trong danh sách ngày hôm nay sẽ có tên gọi là Acqua di Gio, hay còn gọi là giò đấy. Thì cái phiên bản mình đang cầm trên tay nó là bản giò trắng, nhưng mà cái phiên bản mà mình muốn recommend ấy, cái phiên bản mà mình nghĩ là nó đa dụng ấy, nó phải là cái phiên bản giò đen, tức là bản Profumo hoặc là bản Parfum cơ. Nhưng mà thì sở thích cá nhân thì mình lại thích cái bản giò trắng này hơn, bởi vì cái bản giò trắng này mùi nó tươi hơn, cũng như là cái mùi này nó đỡ bị già hơn. Những cái bản giò đen thì theo mình là nó hơi bị chững chạc quá so với cả cái gu của mình. Thì Acqua di Gio nó là một cái combo mùi hương bao gồm mùi citrus cam chanh kết hợp với cả mùi nước biển aquatic, ngửi nó cực kỳ mát mẻ sảng khoái. Còn nếu các bạn muốn bản giò đen ấy, thì nó sẽ có thêm cái nốt đó là mùi nhang, mùi hương nó trầm hơn, dùng được cả cho mùa lạnh nữa. Đương nhiên là nó sẽ đa dụng hơn, nhưng mà như mình vừa mới nói đó là nó sẽ hơi già một chút. Và vừa rồi là 5 chai nước hoa có mùi hương cực kỳ đa dụng mà các anh em có thể sử dụng trong mọi thời tiết và mọi dịp, mọi tình huống luôn. Mình hy vọng rằng video này sẽ hữu ích với các bạn. Và nếu như vậy, đừng quên để lại cho mình một nút like cũng như là subscribe cho kênh để theo dõi những cái nội dung vô cùng thú vị sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.